Mẹ mến yêu của con. Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối về với Giêsu đấng con trong đời. Về với Giêsu đấng con tôn thờ. Này mẹ mến yêu của con. Hỡi mẹ từ ái. Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối. Về với Giêsu đấng con trong đời. Chiều thiên lấp lánh. Về với Giêsu đấng con tôn thờ. Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Chúa Giêsu mới nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu đáp: thưa mẹ, chuyện đó can gì đến mẹ và con? Giờ của con chưa đến. Thân mẫu Chúa Giêsu mới nói với các gia nhân rằng: người có bảo gì các anh cứ việc làm theo. Ở đó có đặt 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Chúa Giêsu bảo họ: các anh hãy đổ đầy nước vào chum đi. Và họ đã đổ đầy nước tới miệng chum. Rồi Chúa Giêsu nói với họ: bây giờ các anh hãy múc và đem cho ông quản tiệc. Các gia nhân liền múc và đem cho ông quản tiệc. Khi người quản tiệc nếm thử, nước đã hóa thành rượu, mà lại không biết rượu từ đâu ra. Còn các gia nhân đã múc nước thì biết. Ông quản tiệc mới gọi tân lang lại và nói: ai ai cũng hết rượu ngon trước. Và khi khách đã ngà ngà say mới đãi thứ rượu xoàng hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay con mang theo bức ảnh mẹ hằng cứu giúp là để anh chị em có thể thấy tận mắt. Chắc là trong cuộc đời anh chị em đã nhiều lần đến với Đức Mẹ hằng cứu giúp, nhưng mà có một vài cái chi tiết rất là dễ thương, rất là độc đáo mà chúng ta cần phải chia sẻ với nhau. Anh chị em biết được những chi tiết đó rồi thì ta được nâng đỡ, được khích lệ, được an ủi rất là nhiều. Đây là mẹ hằng cứu giúp, ảnh mẹ hằng cứu giúp. Năm nay, từ năm ngoái đến năm nay, chúng con có kỷ niệm 150 năm ảnh mẹ hằng cứu giúp được giao cho dòng chúng cứu thế. Đức mẹ của chúng ta có rất là nhiều tước hiệu. Người ta có hai cách để đặt tước hiệu mẹ. Thứ nhất đó là Đức mẹ hay làm một cái điều gì đó, hay cứu một cái gì đó, hay lo liệu cho một vấn đề gì đó, thì người ta đặt danh hiệu của Đức mẹ theo cái tính cách Đức mẹ đã lo liệu cho chúng ta. Ví dụ Đức mẹ hằng cứu giúp là bức ảnh này. Ở bên dòng tên có Đức mẹ chỉ bảo đàng lành, tức là Đức mẹ hướng dẫn cho chúng ta đi đường đúng chứ không có sai lạc, và là Đức mẹ chỉ bảo đàng lành. Rồi dòng Đông Moscow có Đức mẹ phù hộ các giáo hữu. Có rất nhiều tước hiệu như vậy liên quan đến việc mẹ làm cho con cái của mẹ. Một cái cách đặt tên thứ hai là đặt tên theo địa danh mà Đức mẹ đã hiện ra. Ví dụ như chúng ta có Đức mẹ Lộ Đức là ở Lourdes bên Pháp, Đức mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, Đức mẹ hiện ra ở Banner bên Bỉ, Đức mẹ hiện ra ở Meju. Chúng ta có Đức mẹ Meju, Medjugorje là một cái thành phố ở bên Nam Tư. Đức mẹ hiện ra ở Fatima, năm nay vừa tròn 100 năm. Rồi ở Việt Nam chúng ta có Đức mẹ La Vang. Rồi sau này có Đức mẹ Tà Pao. Người ta tìm được một tượng Đức mẹ ở cái vùng dân tộc Tà Pao thuộc tỉnh Bình Thuận. Bây giờ thành một cái trung tâm hành hương Đức mẹ Tà Pao.
Rồi có Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Họ đạo La Mã Bến Tre rất là nhỏ, nhưng mà từ lúc tìm được bức ảnh của mẹ được chìm sâu dưới đáy sông mà người ta vớt lên, nó mất màu, nó nhòe nhòe hết rồi. Nhưng mà dần dần Đức Mẹ cho bức ảnh nó tươi trở lại, rõ trở lại, y như một bức ảnh mới. Và bây giờ chúng ta có địa danh, có Đức Mẹ mang tên dễ danh là Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Sau này người ta còn có Đức Mẹ Mê Công. Gần đây Đức Mẹ hiện ra tỏ tường qua lạ lùng qua một cái bức ảnh ở Mê Công. Thành ra có hai cách. Một là người ta đặt tên theo những điều Đức Mẹ hay lo liệu cho con cái của mẹ. Đức Mẹ hằng cứu giúp, Đức Mẹ chỉ bảo đặng lành, Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Đức Mẹ mân côi, ví dụ như thế. Và cách thứ hai là cách đặt theo địa danh những nơi mà mẹ đã tỏ hiện để con cái của mẹ tuôn đến mà được nâng đỡ ủy an. Thế đây là ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp. Đức Mẹ hằng cứu giúp mà hôm nay con lại đọc bài tin mừng tiệc cưới tại Cana, thì ta cũng có thể mạn phép mẹ đặt thêm tên cho mẹ là Đức Mẹ tiệc cưới. Tại sao lại gọi là Đức Mẹ tiệc cưới? Là bởi vì ở trong tiệc cưới Cana, mẹ đã nhìn thấy trước cái hiểm họa của gia đình nhà đám cưới, là giữa tiệc vui như vậy, một tiệc kéo dài, chứ không phải là như bây giờ chúng ta ăn một bữa hai bữa là xong, mà có khi ngày xưa là 7 ngày 10 ngày. Những người ở rất là xa từ từ mới về rồi lại mừng tiếp. Vậy mà bây giờ nửa chừng hết rượu, Đức Mẹ xin với Chúa Giêsu cho họ được lo liệu, được cứu giúp. Và họ đã có một thứ rượu ngon, ngon hơn cái rượu mà họ đãi trước đó. Và cái từ đó về sau, người ta cảm nhận được rằng mẹ luôn luôn cứu chúng ta trong những tình huống ngặt nghèo. Không phải chỉ cứu ở trong một cái tiệc cưới ngày xưa, mà bây giờ mẹ cứu chúng ta trong mọi hoàn cảnh bây giờ. Thì thưa anh chị em, người ta tương truyền là tác giả của bức ảnh Mẹ hằng cứu giúp này là Thánh Luca. Tương truyền thôi, không có gì là chắc chắn lắm. Nhưng mà theo truyền thống của Hội Thánh để lại, thì người ta nói là Thánh Luca đã suy niệm, đã cầu nguyện rất lâu rồi mới vẽ bức tranh này. Mà Thánh Luca thì đặc biệt là ở gần Đức Mẹ lắm, được ở gần Đức Mẹ rất là lâu, rất là dài, rất là thân cận, để mà được mẹ kể cho chuyện này, kể cho chuyện kia trước khi mẹ về với Chúa. Mà Thánh Luca đã phải suy niệm cầu nguyện rất là lâu, rất là dài để mới có thể vẽ được bức tranh này. Mà cái lạ là khi vẽ thì tương truyền rằng Thánh Luca quỳ mà vẽ. Quỳ mà vẽ tức là trong một cái tư thế rất là kính trọng. Quỳ mà vẽ tức là vừa vẽ vừa suy niệm, vừa cầu nguyện, chứ không phải đứng mà vẽ khơi khơi như là người ta vẽ tranh bình thường. Nên chi tiết đó chúng ta thấy rất là hay. Cái thứ hai nữa là trong bức tranh này có rất nhiều chi tiết. Nếu có dịp về những lần về sau, con sẽ phân tích thêm. Nhưng mà hôm nay xin mời anh chị em nhìn vào mắt mẹ, nhìn vào đôi mắt của mẹ. Thánh Luca tương truyền rằng Ngài vẽ tất cả các chi tiết trong bức tranh xong xuôi hết rồi, Ngài mới bắt đầu vẽ đến đôi mắt. Đôi mắt là cuối cùng Ngài cầu nguyện sâu xa lắm rồi, và Ngài vẽ những nét vẽ cuối cùng để vẽ con mắt của Đức Mẹ. Và vì thế có một chuyện màu nhiệm xảy ra, đó là với bức ảnh này, anh chị em mà nhìn vào mắt của mẹ thì thấy mẹ đang nhìn mình. Mẹ đang bế Chúa Giêsu mà mẹ lại không nhìn Chúa Giêsu, mà là nhìn vào chúng ta. Mà anh chị em ở bất cứ chỗ nào, anh chị em cũng thấy Đức Mẹ nhìn mình. Ví dụ như là cái bức ảnh tôi đang cầm như thế này, mà anh chị em ngồi ở góc bên kia, anh chị em cũng thấy Đức Mẹ nhìn mình. Ở giữa nhìn thấy Đức Mẹ nhìn mình. Ở bên này anh chị em cũng nhìn thấy Đức Mẹ đang nhìn mình. Ở trên cao, ở dưới thấp, nhìn lên, ở trên cao nhìn xuống,
cũng thấy Đức Mẹ đang nhìn mình. Anh chị em lại gần, càng gần thì sẽ thấy rõ ánh mắt Mẹ đang nhìn. Mà ánh mắt Mẹ không phải nhìn thoáng thoáng qua cái mặt của ta đâu, mà chúng ta sẽ có cảm giác là Đức Mẹ nhìn sâu vào trong tâm hồn của chúng ta. Hình như Mẹ nhìn thấy được cả những nỗi lo, nỗi buồn, nỗi sợ. Mẹ nhìn thấy tất cả những ngang trái, nhìn thấy những nỗi niềm mà chúng ta không biết nói với ai. Thì bây giờ Mẹ nhìn thấy hết, Mẹ hiểu hết, Mẹ đón nhận hết. Ngày xưa tôi nghe nói vậy tôi cũng không tin đâu. Nhưng mà rồi có lần tôi đã nhìn thật sâu, thật lâu vào đôi mắt của Mẹ. Và tôi cảm nhận được rằng Mẹ đang đi vào tâm hồn của mình. Không giấu Mẹ được cái gì, không che lấp được cái gì, không gượng gượng cười cười rồi bảo đâu có đâu, con đâu có buồn đâu, con đang vui mà. Không có đâu. Mẹ nhìn và thấy hết. Ta đang vui thì ít, nhưng mà ta đang buồn thì nhiều. Ta đang thành công thì chẳng bao nhiêu, nhưng mà ta thất bại, ta đau khổ thì hết chuyện này đến chuyện kia. Nên cái chi tiết thứ hai là chi tiết mắt Mẹ nhìn vào mắt ta. Mẹ đi sâu vào cuộc đời của ta. Mẹ như là phát hiện thấy tất cả những gì ta có thể giấu giếm, ta có thể che đậy với người khác. Người khác cứ ngỡ là ta đang vui nhưng mà ta đang buồn thì Mẹ phát hiện ra. Ta có thể giấu giếm một tội lỗi nào đó, ta làm một điều không tốt, không ai thấy, không ai biết, nhưng mà Mẹ thấy, Mẹ biết, ta không giấu được. Đứng trước mặt Mẹ một lúc ta cũng phải quỳ gối xuống, giống như là Thánh Luca đã phải quỳ gối để vẽ ảnh Mẹ. Thì bây giờ ta nhìn vào ảnh Mẹ, ta cũng phải quỳ gối xuống. Có một cái câu chuyện họ kể rằng, một bức tranh khác chứ không phải bức tranh này, nhà họa sĩ vẽ xong bức tranh Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu. Ông ta vẽ xong, ông ta thấy chưa an tâm, ông mới đi mời ông thầy giáo. Ông giáo sư đã dạy mình vẽ, ông giáo sư ấy giỏi lắm, mời thầy đến xem dùng bức tranh cho trò, xem nếu mà thầy phát hiện nó còn cái gì sơ sót chưa có tốt thì thầy chỉnh lại dùng cho con. Khi mời ông thầy đến, ông thầy nhìn rất là lâu, nhìn rất là kỹ cái bức tranh Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dầu. Ông thầy bảo hình như còn thiếu một điều gì đó thật, nhưng mà tại sao thầy tìm không ra? Linh cảm cho thấy là thiếu một điều gì đó thật, nhưng mà thầy nghĩ hoài, tìm hoài không thấy nó ở đâu. Vậy thì lúc con vẽ bức tranh này con vẽ như thế nào? Thì cái người họa sĩ học trò mới nói là dạ thưa thầy, lúc con vẽ bức tranh này thì lúc đầu con đứng con vẽ, mà con vẽ hoài nó không ra, nhìn nó không có hồn, nhìn nó không có ra cái tinh thần cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu vào những giây phút cuối cùng trước khi bị bắt, bị giết, đóng đinh trên thập giá. Nên dần dần con phải quỳ gối xuống, con cầu nguyện, con cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho con để con vẽ bức tranh này nó toát ra cái hồn thật của nó. Thế nên khi con quỳ xuống con cầu nguyện một chút thì con lại vẽ được, và con vẽ đến đâu thì con thấy là nó toát ra cái hồn của Chúa Giêsu cầu nguyện. Nên thưa thầy, từ đó cho đến khi hoàn tất bức tranh con đã quỳ gối mà vẽ. Ông thầy nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc, à thầy hiểu rồi, nếu như con đã quỳ gối mà vẽ thì bây giờ thầy muốn nhìn bức tranh thầy cũng phải quỳ gối mà nhìn ngắm. Và ông thầy giáo bắt đầu quỳ xuống, thì lúc đó thầy giáo bảo bức tranh hoàn thiện lắm rồi, nó chỉ thiếu một điều mà thầy vừa làm, đó là khi thầy đứng trước bức tranh thầy cũng phải quỳ gối xuống. Chúa Giêsu đã quỳ gối để cầu nguyện nên Chúa Giêsu cũng mời gọi tất cả chúng ta cũng hãy quỳ gối xuống mà cầu nguyện. Từ đó về sau, cái bức tranh nổi tiếng đó được đặt ở trong viện bảo tàng. Viện bảo tàng lớn, lâu quá con cũng quên mất là viện bảo tàng nào, bởi bảo tàng lớn của thế giới đấy. Thì khác tất cả các bức tranh ở trong viện bảo tàng, người ta treo lên trên tường là xong rồi. Bức tranh này cũng treo ở trong tường,
nhưng mà một cái phòng riêng, không có treo bức tranh nào khác nữa. Và ở đằng trước bức tranh cách đó 2-3 mét, người ta đặt một cái bàn ghế quỳ, bàn quỳ giống như bàn quỳ của anh chị em ngồi trong nhà thờ ấy. Nhiều cái bàn quỳ lắm, để tất cả những khách đến nhìn ngắm bức tranh đó thì phải quỳ xuống thì mới hiểu được bức tranh, mới thấm thía được ý nghĩa của bức tranh. Câu chuyện là như vậy. Liên hệ với bức chuyện, câu chuyện của bức tranh Mẹ Hằng Cứu Giúp, người ta tương truyền rằng Thánh Luca khi vẽ cũng phải quỳ xuống mà vẽ. Nên nếu như chúng ta đến với Đức Mẹ mà chúng ta còn đứng nghênh ngang, còn đứng, còn ngồi, còn làm chuyện này chuyện kia, ta đến xem Đức Mẹ giống như xem một bức tranh, ta thấy khen đẹp, ta đẹp thì khen, thấy thế này thì lơ lơ, thấy xa xa thì thôi bỏ đi, như là ta xem một bức tranh, ta cưỡi ngựa xem hoa, thì sẽ không bao giờ hiểu được lòng của Mẹ. Hình như ta phải quỳ xuống thì mới hiểu được Mẹ đang nhìn ta, Mẹ đang cứu ta, Mẹ đang giúp ta. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn vào mắt Mẹ sẽ thấy đây là một ánh mắt nghiêm nghị, kiên quyết, chứ không phải ánh mắt của một bà mẹ dễ dãi. Thường thì người ta nói con hư tại mẹ, là bởi vì người mẹ thương con quá nên đứa con nó hư, mẹ không nỡ đánh nó, không nỡ trừng phạt nó, không nỡ nghiêm khắc với nó. Người mẹ bao giờ cũng bênh con, khi thấy người cha mắng con hay đánh con thì người mẹ bênh. Ngày xưa mỗi lần mà con bị bố con đánh ấy, là mẹ con phải lấy cái gì đó lót vào trong mông của con, lót dưới cái lớp quần, lấy miếng vải, lấy cái khăn lót vào trong đó để cho bố con đánh nó đỡ đau. Bố con cũng biết thừa, sắp sửa đi đánh, sắp sửa đánh phạt rồi, bảo đi ra lấy cái roi, thì bố con bỏ ra ngoài hút điếu thuốc lào, con chạy đi lấy cái roi, thì mẹ con chạy đi lấy cái khăn lót vào trong mông. Ba con quay vào bắt đầu cũng đánh đòn. Mấy roi? Dạ 5 roi. Mình yên tâm rồi, có cái lót trong mông rồi làm sao mà đau. Nên 5 roi, bố còn quất cho 5 roi. Nghe bộp 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 bộp, biết thừa là trong nó có miếng lót. Thế nên nhiều khi người mẹ bênh con, che chở cho con, bảo vệ cho con, nhưng mà cũng nuông chiều dễ dãi, nên làm cho đứa con nó hư, nó ỷ lại vào bà mẹ. Mẹ Maria của chúng ta không phải vậy đâu. Anh chị em nhìn vào mắt mẹ mà xem, quỳ gối xuống mà nhìn vào mắt mẹ sẽ thấy ánh mắt mẹ rất là nhân ái, dịu hiền, nhưng mà lại hết sức nghiêm nghị và đòi hỏi chúng ta phải thoát ra khỏi cái tội lỗi, thoát ra khỏi cái u mê, thoát ra khỏi cái bóng tối. Chứ không phải mẹ, ôi thôi tội nghiệp con, ôi trời ơi con của mẹ, ôi không sao đâu con, mẹ lo cho con này này thế kia, dỗ dành chúng ta như mớ một đứa con nít. Không, Mẹ rõ ràng là thương yêu chúng ta, cứu giúp chúng ta, nhưng không dễ dãi nuông chiều chúng ta. Chúng ta lại nhìn kỹ nữa và thấy ánh mắt mẹ có thoáng một chút buồn. Hình như ánh mắt của người mẹ nào trên trần gian này cũng buồn, bởi vì không có bà mẹ nào mà không gặp đau khổ. Hết đau khổ với chồng, lại đau khổ với con, rồi đau khổ với cháu. Hình như trời sinh ra một người mẹ là để đau khổ, để mà buồn. Ít khi lắm, ít khi thấy người mẹ vui lắm. Nếu có vui thì nhìn kỹ vẫn thấy thoáng cái buồn. Cái đó là kinh nghiệm con sống với mẹ của con. Bố con mất rồi, còn 8 năm sau mẹ con mới mất. 8 năm đó là 8 năm con đi tu. Đến nỗi mà thứ bảy con phải xin với cha bề trên, thưa cha mẹ con bây giờ yếu lắm rồi, cho con tối thứ bảy, chiều thứ bảy con chạy về nhà con ở với mẹ, sáng chủ nhật con lại vào. Và cứ thế mỗi tuần mà chiều thứ bảy mình chạy về ngồi nói chuyện với mẹ, sáng chủ nhật trước khi đi nhõng nhẽo đòi mẹ mua cho cái này, mẹ mua cho cái kia để ăn sáng. Tự mình đi ăn sáng cũng được rồi, nhưng mà vẫn cứ muốn nhõng nhẽo để mẹ phải lo cái gì đấy cho mình. Và khi nhìn thấy mẹ lo lắng cho mình thì thấy mẹ vui. Trong những khoảnh khắc mà mẹ đi mua đồ ăn sáng cho mình hay là mẹ hỏi han mình cái này cái kia thì mẹ lóe lên một chút niềm vui, bớt đi những nỗi buồn. Mẹ con cứ ngồi, lúc đó anh con còn đang đi tù, mẹ con
ngơi ra một tí là bắt cái ghế ngồi ngoài hiên, tay lần chuỗi và mắt ngóng ra cửa. Y như thể là mẹ mong chờ từng đứa con đi xa quay trở về. Đứa con hư hồi tâm, đứa con vất vả ở đi lấy vợ lấy chồng có thể quay trở về tìm được nơi mẹ sự yên ủi. Nên nhìn vào mắt mẹ lúc nào cũng thấy nỗi buồn, hiếm khi thấy niềm vui. Cho tới chết người mẹ mới có thể tạm thời là không còn đau buồn nữa. Nhưng mà con đoán là ở bên kia của thế giới, ở cõi của Thiên Chúa, người mẹ vẫn tiếp tục lo cho đoàn con. Thế thì mẹ của chúng ta ở đời còn như thế, huống chi là mẹ Maria. Nên nếu như hồi nãy ta nói là ánh mắt mẹ có một chút hiền hòa, rồi ánh mắt mẹ lại có một chút nghiêm nghị, thì ta cũng phải nói ánh mắt mẹ là có một chút u buồn. Hỏi tại sao mẹ buồn? Ta có thể hiểu được. Cả mấy ngàn năm nay rồi, biết bao nhiêu lần mẹ hiện ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mẹ đã để lại cho chúng ta biết bao nhiêu lời mời gọi, bao nhiêu lời giáo huấn. Mẹ nhắc nhở chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đức mẹ Fatima bảo là chúng ta phải ăn năn đền tội. Mẹ gửi cho chúng ta bao nhiêu là sứ điệp. Thì cũng có người nghe, cũng có người theo, nhưng mà số đông vẫn chưa nghe, vẫn chưa theo. Thế giới này vẫn còn loạn lạc, chiến tranh khủng bố. Thế giới này vẫn còn xung đột. Thế giới này vẫn còn anh em tranh chấp bất hòa, vợ chồng đổ vỡ, con cái bất hiếu và cha mẹ vô trách nhiệm. Nên cái đó chính là thiếu rượu đấy. Mẹ vẫn đang tiếp tục nói với Chúa Giêsu rằng: con ơi, họ hết rượu rồi. Con ơi, cái tụi ở Việt Nam nó hết rượu rồi. Con ơi, mấy cái đứa nó hết đến nhà thờ chợ đuối này, hành hương thứ tư Đức Mẹ Mê Du nó cũng hết rượu rồi. Con ơi, cái dòng Chú Cứu Thế nó cũng hết rượu rồi. Con ơi, cái hội thánh ở chỗ này, hội thánh ở chỗ kia, cái ông linh mục này, cái bà sơ kia, cái người giáo dân nọ, hết rượu rồi. Chúng ta không dám vỗ ngực tự hào, chúng ta là những đứa con ngoan, làm cho mẹ vui. Nhưng mà phải thú nhận rằng chúng ta hư lắm và chúng ta làm cho mẹ buồn. Nên lúc nào chúng ta cũng đang ở trong tình trạng hết rượu rồi. Nhưng mẹ lại nói với Chúa Giêsu con của mẹ rằng: con ơi, họ hết rượu rồi. Và Chúa Giêsu có vẻ như thoạt tiên là không có chiều theo ý mẹ. Mẹ ơi, giờ của con chưa đến mẹ ơi. Chuyện này thì con ăn nhập gì đến mẹ và con, giờ của con chưa đến. Nhưng mà sau đó Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho nước hóa thành rượu. Thưa anh chị em, bức ảnh này trước khi có tên là Mẹ Hằng Cứu Giúp thì đã có nhiều tên lắm. Đức Mẹ của Cuộc Thương Khó, Virgin of the Passion. Đức Mẹ của Cuộc Thương Khó là bởi vì nhìn vào trong đó thấy Chúa Giêsu kinh hãi trước cây thập giá. Sau đó bức ảnh lại có một bức tên mới nữa là Đức Mẹ Màu Vàng, Đức Mẹ Bằng Vàng, Kim Mẫu, rồi Golden Madonna, là bởi vì anh chị em thấy cái sắc màu ở trong bức tranh là màu vàng của hoàng đế, màu vàng của thiên cung, nên ta còn gọi là Đức Mẹ Vàng, Kim Mẫu. Rồi sau đó khi bức ảnh này được giao cho các cha dòng Chú Cứu Thế Chúng Con á, Đức Giáo Hoàng Urbano giao cho dòng Chú Cứu Thế Chúng Con, thì mẹ trở thành bức ảnh này gọi là Mẹ Các Tu Sĩ Dòng Chú Cứu Thế, The Mother of the Redemptorist Missionary, là để anh em chúng con đi giảng ở đâu thì mang bức ảnh này đi theo. Đức Mẹ của các tu sĩ, Đức Mẹ đi đến đâu để mở đường, dọn lòng cho người ta, để những lời giảng dạy của con cái mẹ trong dòng Chú Cứu Thế được người ta nghe. Ví dụ như hôm nay con mang ảnh mẹ đến đây thì mẹ đang là ảnh mẹ của tu sĩ dòng Chú Cứu Thế Lê Quang Uy đây, và mẹ dọn lòng cho anh chị em, mẹ phụ với con để mà nói về tin mừng của Chúa cho anh chị em. Nhưng mà cái bức ảnh có một cái tên nữa mà hôm nay con xin nói để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay. Bức ảnh này còn có tên là Mẹ Các Gia Đình Công Giáo, The Mother of Catholic Homes.
Homes chứ không phải là house. Tiếng Anh nó homes, nó là cái máy ấm gia đình. House là chỉ là cái nhà. Nên không phải là mẹ của các mái nhà, nhưng mà là mẹ của các mái ấm gia đình Công giáo. Nên nếu anh chị em ở đây chúng ta tự nhận mình là gia đình Công giáo, anh chị em nhận lấy mẹ đi. Đây là ảnh mẹ, mẹ của các gia đình Công giáo. Gia đình của chúng ta ngày hôm nay xung đột, rạn nứt, đổ vỡ, căng thẳng. Rất là nhiều người đi xưng tội, nói là đàn ông nói là thưa cha con phạm cái tội là con về con chửi vợ đánh con. Các bà thì bà xưng tội, dạ thưa cha con có cái tội là con nói nặng lời với chồng của con. Con chút cơn giận con đánh lên đầu đứa con của con. Tôi mới có nói là anh ơi chị ơi, cuộc sống của chúng ta bây giờ khổ quá rồi. Còn có một cái nơi duy nhất để mà được bình an và hạnh phúc là cái mái ấm gia đình của mình ấy. Vậy mà anh đi đâu về anh nổi nóng, anh quất lên trên đầu vợ con anh. Chị làm chuyện gì bực bội quá, chị đang thiếu nợ hay là chị đang thế này thế kia. Chị chút lên đầu chồng của con, chị nói thế này thế kia nặng nhẹ. Chị đi xưng tội thì Chúa tha, nhưng mà phải chừa, đừng có làm như vậy nữa. Bởi vì cái gia đình của chúng ta đang cần sự êm ái, dịu dàng, đang cần sự quan tâm, đang cần sự thông cảm, đang cần sự trìu mến, chứ không cần đến chửi bới, nặng nhẹ. Có những gia đình còn mày tao với nhau, vợ chồng mà mày tao với nhau thì thôi tiêu rồi. Vợ chồng mà lại còn chửi thề, chửi tục vào mặt nhau, thì còn gì nữa là vợ là chồng. Nhất là lại làm tất cả những chuyện đó trước mặt con của mình. Nên cái gia đình của chúng ta bây giờ, ngoài cái chuyện lăng nhăng ngoại tình, ngoài cái chuyện phá thai, ngoài cái chuyện ly dị, chúng ta đang sống với nhau trong một gia đình mà cứ gây chiến tranh hoài, cứ cãi nhau. Chỉ có một lúc mà gia đình không cãi nhau gì hết mà ngồi yên mà không có vui vẻ lắm, đó lại là lúc ngồi xem tivi. Hay tại sao bây giờ không còn là những giây phút ngồi bên nhau để đọc kinh lần chuỗi, mà lại là giây phút ngồi đắm chìm với nhau trước màn hình tivi, xem phim này phim kia, xem trò chơi này trò chơi nọ, quảng cáo này quảng cáo kia, thích quá quên cãi nhau, quên đánh nhau. Tắt tivi xong một cái là cãi nhau, lại chửi nhau. Nên cái gia đình của chúng ta lúc này, trong cái thế giới, trong cái xã hội vô thần này, nó đang làm cho chúng ta càng ngày càng xa Chúa, càng ngày càng xa mẹ và càng xa nhau. Nên anh chị em hôm nay tôi rất tiếc là tôi không chuẩn bị kịp. Nhưng mà tôi hứa hy vọng là tháng sau hay là bất cứ một lần thứ tư nào tới, tôi sẽ mang được ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tặng cho anh chị em. Hôm nay tôi không đủ. Hôm nay tôi kiểm lại, tôi còn có 150 tấm mà nhỏ nhỏ, không đủ để tặng anh chị em. Nên tôi sẽ tặng. Nhưng mà trước khi anh chị em cầm ảnh mẹ về, thì ngày hôm nay anh chị em hãy nhìn vào mắt mẹ đi. Mẹ đang nhìn mình với ánh mắt rất là hiền hòa, nhưng cũng rất là nghiêm nghị. Không có dễ dãi, nhưng đòi hỏi anh chị em phải ra khỏi cái căng thẳng, ra khỏi cái lỗi lầm, ra khỏi cái bóng tối đang đe dọa gia đình của mình. Đừng bài bạc, đừng uống rượu chè, đừng say sưa, đừng có lăng nhăng, đừng có đánh vợ chửi con, đừng có làm khổ nhau nữa. Thì anh chị em nghe lược lời mẹ khuyên, sống theo lời mẹ gọi, thì anh chị em có hạnh phúc trước tiên. Và đó, ngày nào mà anh chị em mà có ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp, chắc ở nhà đã có sẵn rồi, nhưng mà tôi vẫn sẽ tặng cho anh chị em. Bởi vì cha tổng quyền của nhà dòng chúng tôi kêu gọi là mỗi một tu sĩ dòng chúng tôi thế, hãy làm cho thế giới biết đến mẹ. Nên tụi con sẽ giảng liên tục về Đức Mẹ, rồi chúng con sẽ tặng ảnh mẹ cho khắp mọi người. Rồi xin anh chị em nhìn vào mắt mẹ và thấy mắt mẹ buồn, anh chị em sẽ làm cho mẹ vui lên bằng cách anh chị em giúp cho mọi người xung quanh mình sống tốt hơn, bằng cách mình cũng sống tử tế. Như vậy chính là cái thứ rượu mới tin mừng mà Chúa Giêsu vẫn đang đổ đầy cho chúng ta
mỗi một thánh lễ, mỗi một cuộc hành hương, mỗi một lần anh chị em lần chuỗi cầu nguyện, anh chị em nói thứ nhất thì ngắm, thứ hai thì ngắm, thứ ba thì ngắm. À, chính lúc đó là Chúa Giêsu đang đổ cho anh chị em cái rượu quý tin mừng đấy mà chúng ta không biết đón nhận thôi. Vậy bây giờ thì xin mời cộng đoàn chúng ta đứng lên, xin mời anh chị em chúng ta cùng đọc một kinh kính mừng. Kinh kính mừng là lời kinh được múc ra, được lấy ra từ trong tin mừng, từ trong tân ước, và ngày hôm nay được lập đi lập lại trong cái chuỗi mai khôi. Anh chị em sẽ thấy thấm thía Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là những kẻ có tội. Khi nay tức là lúc này, đang đứng ở trong nhà thờ chờ đuổi và trong giờ lâm tử, không biết lát nữa có thể ra ngoài đường xe nó tông cái chết, ngày mai ta đi ăn trúng độc của Trung Quốc chết, ngày kia chúng ta bị bệnh nan y ung thư chết, thì ngay lúc này chúng ta đã cầu nguyện xin mẹ gìn giữ chúng ta trong giờ lâm tử. Xin cộng đoàn chúng ta cùng nhau đọc xuất sắc một kinh kính mừng. Bên nam chúng ta phần trước, bên nữ phần sau. Xin bên nam bắt đầu trước. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả xa, nương Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Bên nữ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà hưởng phúc lạ. Bên nữ. Bên nam. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Bên nữ. Chúng ta hát Năm Xưa Trên Cây Sồi. Trên cây sồi màu Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tuân sùng mẫu tâm, hãy năng lần hàn ơn tôi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, vân vân nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thông ôi. Cho Đức Việt sinh tươi, Đức tin xa. Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả ông bà và anh chị em.
Buổi hành hương đã kết thúc, anh chị em hãy mang Đức Mẹ về trong gia đình của mình. Tạ ơn Chúa. Lạy Mẹ mến yêu của con. Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối về với Giêsu đấng con trong đời. Về với Giêsu đấng con tôn thờ. Lạy Mẹ mến yêu của con. Ánh sao soi đường dẫn lối về với Giêsu đấng con trong đời. Về với Giêsu đấng con tôn thờ. Yeah.